Dù ra sao thì anh vẫn luôn có một người luôn bên cạnh anh mãi thôi. Anh không biết yêu em sao cho vừa, anh không biết ngọt ngào hay chẳng sao. Tình yêu anh dù không mấy lời, nhưng lòng anh biết ý nghĩa cuộc đời này là khi có em. Và em ơi, điều anh biết là mỗi khi em cười là bao nhiêu phiền lo trong đời biến tan. Và em ơi, điều anh biết là nỗi nhớ tới bời lúc em rời xa chốn đây em giận anh. Và em ơi, điều anh biết là lắm khi đau lòng vì anh vô tình cho em buồn xót xa. Và em ơi, điều anh biết là không cần câu hứa đã yêu hôm nay, yêu nhiều hơn lúc xưa. Anh trông thấy bao bông hoa trên đời, anh không thấy người nào xinh hơn em. Vì anh yêu trọn đôi mắt này, yêu trọn tâm trí, chỉ xin một đời này được che chở em. Sao trên trời anh không biết cuộc đời mãi ra sao. Dù xa lâu dù ra sao thì anh vẫn luôn có một người luôn bên cạnh anh mãi thôi. Anh không biết yêu em sao cho vừa, anh không biết ngọt ngào hay chẳng sao. Tình yêu anh dù không mấy lời, nhưng lòng anh biết ý nghĩa cuộc đời này là khi có em. Và em ơi, điều anh biết là mỗi khi em cười là bao nhiêu phiền lo trong đời biến tan. Và em ơi, điều anh biết là nỗi nhớ tới bời lúc em rời xa chốn đây em giận anh. Và em ơi, điều anh biết là lắm khi đau lòng vì anh vô tình cho em buồn xót xa. Và em ơi, điều anh biết là không cần câu hứa đã yêu hôm nay, yêu nhiều hơn lúc xưa. Và em ơi, điều
nhau anh biết là mỗi khi em cười là bao nhiêu phiền lo trong đời biến tan. Và em ơi điều anh biết là nỗi nhớ tới bời lúc em rời xa chốn đây em giận anh. Và em ơi điều anh biết là lắm khi đau lòng vì anh vô tình cho em buồn xót xa. Và em ơi điều anh biết là không cần câu hứa đã yêu hôm nay yêu nhiều hơn lúc xưa. Anh trông thấy bao bông hoa trên đời, anh không thấy người nào xinh hơn em. Vì anh yêu trọn đôi mắt này, yêu trọn tâm trí, chỉ xin một đời này được che chở em. Tình yêu có em thôi.
này với bạn trẻ Hồng Hải, Trung Thị, những người hạnh phúc nhất trong tình yêu lứa đôi tại hiện diện tại sân khấu tình yêu. Vâng, lần đầu tiên thì xin mời các bạn trẻ hãy cùng cúi đầu kính chào đến quý vị và các bạn. Xin mời. Kính thưa quý vị, tình yêu quả là một điều kỳ diệu, bởi vì tình yêu sẽ gắn chúng ta lại với nhau và tình yêu sẽ đưa chúng ta đến bên bờ của hạnh phúc. Ngày hôm nay các bạn trẻ của chúng ta đã trao cho nhau bằng trọn cả trái tim hạnh phúc. Có lẽ là đó là niềm yêu thương, là duyên của các bạn trẻ. Nhưng bên cạnh đó, những sự chỉ bảo chăm sóc từ phía hai gia đình là điều không thể thiếu. Vâng, ngay giờ phút này chúng tôi xin trân trọng được kính mời về phía họ nhà gái cũng là gia đình ông bà chủ hôn. Chúng tôi trân trọng kính mời ông bà Trần Trọng Thành, Hoàng Thị Sâm cùng vị đại diện của gia đình mình. Về phía họ nhà trai, chúng tôi trân trọng kính mời ông bà Nguyễn Văn Tiến, Nguyễn Thị Đáp cùng vị đại diện của gia đình mình đến từ thành phố Thủ Dầu Một, Bình Dương. Vâng, xin trân trọng kính mời quý ông bà cùng trở về với sân khấu tình yêu để hiện diện và chúc mừng ạ. Và xin mời quý vị hãy dành một tràng pháo tay để cùng chào đón quý hai gia đình ạ. Vâng, và kính thưa quý vị, giờ phút này quý hai gia đình chúng tôi cũng như đôi bạn trẻ Hồng Hải, Trung Thị đã hiện diện tại sân khấu tình yêu trong niềm vui hân hoan, hạnh phúc vô bến. Ban tổ chức chúng tôi xin trân trọng được tuyên bố buổi lễ bu quy của Hồng Hải và Trung Thị xin phép được bắt đầu. Xin chúc mừng đôi bạn trẻ, chúc mừng quý hai gia đình đã đến nghĩa thôn xa. Kính thưa quý vị, nuôi con từ thuở còn thơ, nay con thành gia thất, cha mẹ mừng vui. Đặc biệt hơn, ngày hôm nay quý vị đã về với gia đình chúng tôi trong vòng tay thân ái. Giờ phút này, trân trọng kính mời quý vị sẽ cùng lắng nghe những lời tâm tư tình cảm từ phía vị đại diện cho họ nhà gái, cũng chính là gia đình ông bà chủ hôn ngày hôm nay. Xin trân trọng kính mời quý vị chúng ta cùng lắng nghe. Thưa ông trưởng, lời đầu tiên tôi xin kính chúc toàn thể ông trưởng một sức khỏe. Và hôm nay là ngày tháng tốt, được sự nhất trí của hai bên gia đình và hai cháu chính quyền địa phương. Ngày hôm nay là ngày trăng năm hạnh phúc của hai cháu. Tôi xin đại diện bên hoàng ái xin kính chúc toàn thể quý khách gần xa, nam nữ thanh niên, tất cả các quý vị một sức khỏe dồi dào và dùng bữa tiệc cùng gia đình. Gia đình tôi xin chân thành cảm ơn và xin kính mời, xin chúc sức khỏe toàn hương trường, tôi xin hết. Xin cảm ơn những lời phát biểu tâm tình từ quý vị diễn cho họ nhà gái. Và ngay sau đây, trân trọng kính mời quý vị sẽ cùng lắng nghe những lời tâm tư tình cảm cũng như là những lời đáp từ phía người đại diện cho mọi nhà trai. Kính đạo từ lâu khách, xin lành cảm ơn nhà gái đã tiếp mọi nhà trai và tôi báo cũng kính chúc tất cả mọi nhà gái và lâu khách nhiều sức khỏe và lời chào chân thành nhất. Vâng, xin cảm ơn những lời phát biểu tâm tình từ phía hai vị đại diện cho gia đình trong mối tình thông gia. Và để tri ân tấm tình tình, xin mời các bạn trẻ hãy cùng trở về với tấm bánh huyền ương để cùng chung tay các chiếc bánh tình yêu. Xin mời. Kính thưa quý vị đã được chứng kiến các bạn trẻ chung tay các chiếc bánh hạnh phúc, chiếc bánh của tình yêu và sự ngọt ngào thủy chung. Xin cầu chúc cho tình yêu của bạn trẻ sẽ mãi mãi được ngọt ngào. Xin cảm ơn các bạn trẻ rất nhiều và xin mời các bạn trẻ tiếp tục trở về với pháp điều uyên ương để chung tay góp ly hiệu đồng, ly hiệu của người chung của đất hiếu. Xin mời các bạn trẻ. Kính thưa quý vị,
giờ phút này chúng tôi muốn có một sự im lặng. Im lặng cho tình yêu, để rồi những dòng điệu sẽ được hòa quyện vào nhau, minh chứng cho hạnh phúc thủy chung. Vâng, xin mời đôi bạn trẻ hãy cùng góp điệu ạ. Kính thưa quý vị, những dòng điệu nồng tựa máu đỏ con tim đã được hòa quyện vào nhau, minh chứng cho tình yêu của Hồng Hải Trúc Tý đã được hòa quyện vào nhau như nước sông biển lớn. Xin chúc mừng tình yêu, chúc mừng hạnh phúc, chúc mừng cho các bạn trẻ sẽ may mắn tay trẻ để vượt tiến đến bờ qua bên bờ của hạnh phúc. Xin được cảm ơn và xin mời các bạn trẻ hãy cùng giới thiệu lên quý cha mẹ để thay cho lời để tạ những hạt ơn sông. Vâng, và giờ phút này xin mời các bạn trẻ hãy cùng dâng điều lên quý cha mẹ để thay cho lời đền đáp nghĩa đã ơn sâu. Vâng, xin chúc mừng bố mẹ hết lòng và đại gái, và xin mời chú đệ tiếp tục dâng điều cho vị đại diện của họ đại gái. Xin chúc mừng hết lòng và đại gái, và xin mời các bạn trẻ chúng ta tiếp tục dâng điều hết lòng và đại trai. Mời bố mẹ hãy nhận thêm luôn trẻ. Xin cảm ơn ạ. Công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong lòng. Xin chúc mừng quý hai gia đình đã nhận thêm đi điều tình yêu của bạn trẻ. Và giờ phút này xin mời các bạn trẻ hãy cùng cầm hai lên điều của chúng tôi trở về vị trí trung tâm. Hai bạn hãy đứng nhìn vào nhau, cầm điều bằng tay phải và hãy tròn tay nhau qua tượng trưng cho một lời nguyện ước tình yêu. Vâng, kính thưa với là hàng nhà gái, ngày hôm nay quý ông bà đã chọn nhà hàng chúng tôi làm nơi yêu thương cho tình yêu. Nhà hàng chúng tôi cũng có món quà riêng tặng cho các bạn trẻ, xin mời các bạn trẻ hãy cùng nhận quà chúng tôi. Xin chúc mừng các bạn trẻ, chúc mừng quý hai gia đình và cầu mong cho tình yêu của Hồng Hải Trúc Tý trong năm tình duyên mặn mặn đầu với công lê. Xin mời các bạn trẻ cùng quý hai gia đình hãy đến với quý vị và khách để chung vui để vui. Xin cảm ơn và chúc mừng. Stay. A sign from the sky said to me.